We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Sập Sài Gòn. Mình xin tự hiểu mình là Sập và các bạn hãy follow mình Instagram là Sập Sài Gòn ha. Ok, thì hôm nay á thì mình sẽ làm một clip khui đồ mới, khoe với mọi người là mình vừa mới mua một chiếc iPad. Đây, một chiếc iPad Air. Cái đợt này á mọi người, mình cũng học tiếng Hoa với lại mình có nhiều nhu cầu, mình thích nó này nọ cho nên là cũng tìm một số những cái máy tính bảng để mua. Tại vì cái máy tính bảng của mình cũng có một cái rồi nhưng mà nó quá cũ rồi mọi người. Nó là từ mua từ 2016 rồi tới bây giờ nó cũ, nó chập chờn với lại cái màn hình nó cũng hư rồi. Mình quyết định á là mình đầu tư một cái mới. Nhưng mà mọi người biết sao không? Trong cái mùa này á thì có iPad rồi mấy cái tab đồ nó rất là hot hàng mọi người. Tại mọi người biết là trong cái mùa dịch này á thì nhu cầu học online nhiều nè, các bạn học hành qua Zoom nè hay là học online gì rất là nhiều, cho nên là cái việc mà mua iPad này nọ, trời, mình nói cũng là một cái khó khăn. Với lại mình lâu quá rồi mình không có tìm hiểu về cái thị trường iPad á, cho nên là cũng không có biết là cái loại nào tốt, loại nào mà phù hợp với bản thân mình. Cho nên là sau một thời gian nghiên cứu rất là nhiều thì mình quyết định là mình mua con này. Con này á là con iPad Air thế hệ thứ tư, hay còn gọi là iPad Air 4 mọi người. Đây, iPad Air 4 bản Wi-Fi và 64GB. Cái này mình mua với giá là 15,5 triệu. Và mua có một cái shop mà mình rất là hay mua đồ ở đó. Mình mua điện thoại, mình mua MacBook, mình mua iPad, mình mua iMac. Tất cả những cái thứ của Apple mà mình sử dụng đều mua ở cái tiệm này. Có tên là Apple Watch Style. Thì các bạn, mình sẽ để link ở trên màn hình cũng như là ở dưới description, các bạn nào tham khảo nha. Mình mua ở chỗ này rất là uy tín, là từ xưa đến giờ mua nhiều lần lắm rồi, cho nên là mình tạm thời là có thể giới thiệu cho mọi người là ở đây rất là tin tưởng. Ok, bây giờ thì mình sẽ unbox cái iPad này nha mọi người. Đó, mọi người thấy cái iPad không? Nó có một cái lớp để khui nè, có một cái miếng để khui nè mọi người. Thì mình sẽ lột nha. Tới đó rồi sao nữa. Quá lâu rồi không có gọi là unbox cái thứ gì đó mọi người. Nói chung á là mình nghĩ trong cái mùa dịch này mình không có được đi du lịch, mình không có được đi đâu được á, cho nên là việc đầu tư một cái mà để thật ra cũng tiện cho cái việc học hành của mình á, thì mình nghĩ là không có là phải là đầu tư lỗ, cho nên là ok quyết định mua. Cái này bây giờ iPad nó cũng ra nhiều loại mới rồi mọi người, kiểu M1 hay là Pro hay là gì đó, nhưng mà với mình thì cái này là đã quá ổn với một người mà thôi đã quá, với một người mà không có xài sử dụng nhiều á mọi người, không có phải là kiểu thiết kế hay này nọ nhiều á, mình chỉ cần nhu cầu là take note hoặc là giải trí xem phim này nọ thôi, thì mình thấy cái này khá là ổn với mình tầm giá này. Chứ còn mấy cái mà M1 Pro này nọ thì bây giờ nó cũng phải bèo lắm, cũng phải 20 triệu, 30 triệu thì khá là đắt. Đây, cái này chắc để nhấc lên nè. Ta-da. Đây mọi người, một em iPad và màu mình mua đấy, cái màu này là màu space gray hả, tức là kiểu màu xám á. Cái màu này để cho nó tiệp với lại cái màu MacBook với lại cái màu iPhone của mình, nó cũng sử dụng, mình đang sử dụng màu này luôn, cho nên là mua màu này luôn cho nó về cùng với lại một hệ sinh thái này. Lọt ra nha. Trời ơi, cái cảm giác mà lột mấy cái này nó sướng gì đâu luôn á. Mới tân đây. Đó. Đây là iPad Air nha mọi người. Nhưng mà mình biết được mình mua cái này tại vì nó kiểu cũng là kiểu dáng, cũng kiểu là gần như là kiểu mới á. Nó là giống cấu hình, gọi là ngoại hình á, thì nó hơi hơi giống cái gọi là cái iPad
Pro hả? Tức là nó kiểu không còn nút ở trên màn hình nữa. Cái iPad cũ mình đang xài là vẫn còn nút ở trên màn hình, nút Home. Nhưng mà cái này thì không còn nút Home nữa. Thì ở trong này thì sẽ có một cái, mình nghĩ cái này chắc là cuốn hướng dẫn sử dụng. Nó không có cái que chọc sim đâu mọi người, tại vì mình mua cái bản wifi chứ không phải là bản có 3G. Tại vì cơ bản thì có điện thoại rồi cho nên là cũng không cần thiết á. Mình thấy cái việc mà thêm 3G mọi người tốn thêm cái cũng khoảng 3-4 triệu nữa để lấy cái bản 3G, cho nên là không cần thiết. Với lại mình mua bản 64GB cũng tại vì không sử dụng nhiều, cho nên là đơn giản là chỉ học hành này kia thôi. Thì chỉ mua cái bản thấp nhất là được, đỡ tốn tiền. Ở trong này thì sẽ có một cục sạc của iPad. Đây, trời ơi mới nó có cục sạc mọi người. Hình như mấy cái đời mới bây giờ thì còn cục sạc không ta? Không biết, là đời mới mình như iPhone là không có cục sạc này nữa rồi đó. Cho nên là cái này vẫn còn cục sạc. Rồi bên này là dây sạc của nó sẽ là Type-C luôn. Dây sạc này đẹp quá. Mở nguồn lên. Logo trái táo. Để tạm lên đây nha. Chưa có mua ốp, chưa có mua gì được với mọi người. Tại vì hả, mọi người biết là đâu có đặt được Shopee từ bữa giờ, đâu có đặt được cái gì đâu. Cái này là bữa nay bắt đầu người ta giao hàng lại á, thì mình vô tình mình mua đúng. Xin chào. Đây, nó hiện hello xin chào rồi. Đây mình cho mọi người coi. Khi mà để cài đặt á, thì nó có kêu là để điện thoại của mình ở gần thì nó sẽ cho thiết lập. Đây, thiết lập mới nè, thiết lập iPad mới. Tiếp tục. Nó tự cài đặt luôn nha mọi người. Điện thoại kế bên là tự cài đặt luôn. Xong rồi, mình đã cài đặt xong rồi. Đây, mình cho mọi người coi là hai cái màu của iPhone và iPad của mình. Đấy, mình thấy là cái màu của nó thì hoàn toàn giống nhau, nhưng mà ở trên cái iPhone á thì nó sẽ có một cái lớp giống như là kính. Mình cũng không có nhớ chính xác nó là cái lớp, gọi là lớp kính gì nha, sapphire hay kính gì, không nhớ. Và cái này thì cũng là màu đó luôn, nhưng mà không có lớp cái kính đó. Đây, mua cùng màu để về cho nó cùng tông như vậy nè. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ để cái này qua một bên và mình sẽ khui tiếp cái Apple Pencil cho mọi người coi nha. Cái này mình chuẩn bị sẵn một cái dao đọc giấy mọi người, nhưng mà thật ra những cái đồ của iPhone nó có sẵn cái miếng cho mình lột nè. Lột ra sướng quá. Đây, rút ra. Thì như cái hộp bút ngày xưa mọi người mới, mình mua cái bút lông ngày xưa không? Trời ơi, một cái bút Pencil 2 nha mọi người. Wow. Đây cái bút của Apple. Lột keo. Có chữ có quả táo và chữ Pencil nè. Ở trong cái cây bút này thì nó chỉ có cây bút only, không có cái gì hết trơn á. Với lại giấy hướng dẫn sử dụng thôi, nhưng mà thường thì anh cháu bây giờ mình đọc hết. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối thử với lại cái iPad này. Nhớ không lầm, coi trên những cái review á thì sẽ để qua vô cái cạnh này. Ở bên cái bút này nè mọi người, nó tròn, nhưng mà ở một phía một cạnh của nó sẽ có cái cạnh vuông để mình ép vô đây. Đó là nó hút, nó dính nè, nó không có rớt. Rồi bây giờ báo rồi nè, chào mừng đến với Apple Pencil. Ok. Trời ơi, rất là đã. Đó, nó sẽ tự động nó nhảy thành cái chữ luôn mọi người. Ví dụ như mình viết chữ ăn sập Sài Gòn nè. Đó, chữ mình viết xong nó sẽ tự nhảy qua chữ bình thường. Ok, từ nãy đến giờ thì mình cũng đã mọc chơi chơi một xíu rồi. Nói chung á là mình không phải là review chuyên nghiệp, cho nên là mình cũng chỉ cho mọi người coi được unbox ra thì nó sẽ ở trong này nó sẽ có cái gì á, như thế nào. Và cái trải nghiệm của mình là rất là thích, rất là thích.
thích cái này lắm nè. Ok thì cảm ơn mọi người đã xem video này của mình nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này, và nếu bạn thích để lại một like, subscribe cũng như là comment bên dưới nha. Nếu các bạn có những câu hỏi gì về cái này hay là về chỗ mua hay là gì đó thì các bạn cũng có thể comment luôn, mình sẽ trả lời hết những câu hỏi của mọi người nha. Bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye mọi người.